Vừa mai chiếc chè bông, em xin chào quý anh chị mình đã quay trở lại với em. Cả nhà, thì hôm nay em đã về được một cái lô dảo siêu bông Sài Gòn, hoa cực kỳ to. Thì thị trường thì dảo siêu bông Sài Gòn là đứng thứ hai sau dòng siêu bông Bình Lợi ha cả nhà. Mặt hoa thì rất là to luôn. Lọ này hoa thì từ 8 đến 12 cánh nha, form cánh tròn. Lô này thì em về nè, mấy anh chị mình có thể lấy bo ghép nè. Có vài cây thì trên cây đều có mang nụ hết rồi cả nhà. Mình có thể chơi Tết được luôn nha. Lô này em về ghép để đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Chiều cao cây thì từ mà tầm khoảng là 40 đi lên nha. Lô này thì già mùa nha. Loại này anh chị mình về mình ghép liền luôn là được, ok luôn á cả nhà. Hiện tại là bên em đã ngưng phân thuốc rồi nên chúng ta ghép hàng là ok luôn ha. Đây, mấy anh chị mình thấy nè, cái lô siêu bông Sài Gòn bên em nè. Đó, nụ quá trời nụ luôn. Anh chị nếu mà có muốn chơi Tết thì cái lô này em chơi Tết vẫn ok luôn nha cả nhà. Loại này bên em giao lưu là 100 một cây ha. Mua 3 cây thì bên vườn mai em sẽ bao ship, em đi đơn từ một cây. Đó, 3 cây thì chúng ta được bao ship nha cả nhà. Anh chị có thích thì hãy cứ alo hoặc là nhắn tin cho vườn mai chiếc chè bông bên em ha. Rồi kế bên đây thì em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái giống hoa mai mà chúng ta chơi có thể từ 7 tới 10 ngày á. Lô này bên em mới về, đó là dòng lô thọ hương nha cả nhà. Lô này thì nhà trồng nên bên em là hàng làm hàng vô cùng luôn cả nhà, vô cùng là nhiều nụ luôn. Đây cả nhà mình nhìn xem nè, lô này thì bên em tàn rất là rậm luôn. Bình thường thọ hương là thưa tàn ha, nhưng mà cái lô này bên em làm ok luôn cả nhà. Đây anh chị mình nhìn xem cái lô phơm tàn bên cái lô thọ hương bên em nè. Cây thì em về là hàng là hàng chơi Tết ha, cây già mùa. Đây cây nào cũng được quấn rễ nha cả nhà, số lượng em về nhiều lắm cả nhà ơi. Đây cốt ghép nè, đó cốt ghép là bao đầy đủ luôn cho mình ha, liền cốt luôn. Có những cây nó ra mặt hoa như thế này rồi. Lọ này á thì hoa từ hai mấy ba mấy cánh trở lên. Đây nó có một cái bông nhưng mà bông này bông gió thôi cả nhà, nó không đáng kể ha. Nhưng mà loại hoa mai nè thì rất là lâu tàn luôn nha cả nhà. Hàng này thì bên em giao lưu là 250 một cây. Mua một cặp giá giảm chỉ còn có 450 và còn được miễn phí vận chuyển nữa nha cả nhà. Ôi ôi, đâu mà có cây này quấn đò xo. Nổ quá trời nổ luôn. Nổ quá trời là nhiều nụ luôn cả nhà. Cả nhà ơi, nếu mà ai yêu thích cái giống mai này á thì hãy alo cho vườn mai chiếc chè bông bên em nha. Số lượng cây còn rất là nhiều. Bên em quay như thế nào thì sẽ gửi hàng y như vậy. Khi mà hàng tới thì cô chú anh chị mình có thể kiểm tra hàng rồi sau đó thanh toán với shipper. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi ạ.